Chính quyền thì vẫn hỗ trợ cho con để học tập, họ vẫn giúp đỡ cho mình, bảo vệ cho mình được an toàn, họ cũng tôn trọng mình. Một cái con người đi bộ từ trong nghĩa địa ra, phải không, xách cái nồi cơm điện đi tới đi lui, tạo ra một cái sức hút, tạo ra một cái lối sống, mà chính cái lối sống đó là một cái lối sống của tương lai luôn. Nếu mà anh sống như vậy, bảo đảm trái đất được phục hồi liền. Anh sống tối giản, anh sống anh đừng có bị lệ thuộc vào quá nhiều phương tiện, anh đừng có chạy theo cái kinh tế, anh đừng có chạy theo cái kiểu mà tạo ra nhiều cái nguồn, cái loại sản phẩm mà để rồi mà anh không nghĩ tới cái chuyện mà tái chế nó, hay là anh nghĩ tới cái chuyện mà biến nó thành rác xong rồi anh không xử lý được nó, rồi anh làm cho cái trái đất nó bị ô nhiễm đi, phải không? nói chung là cái giải pháp của ông Sư Minh Tuệ này nè, bảo đảm ao dài bữa nữa là nó sẽ thay đổi thế giới, bảo đảm luôn, người ta sẽ thấy điều đó. Thành ra cái ý mình tìm hiểu về sức hút của ông Sư Minh Tuệ này không phải là khía cạnh là ở cái độ tu sĩ của ông, mà ở chỗ là cái cách sống của ông đó, là cái cách mà nó sẽ tạo ra cái sự ảnh hưởng, bảo đảm luôn. Với một cái phong cách mà mình nghiên cứu về cái lối sống tri túc và lối sống tối giản cho nó thật là sâu sắc đi, mình sẽ thấy rằng đó là lối sống của tương lai luôn. Và nó chính là cái lối sống mà để gì? Để mà tái tạo, mà phục hồi lại cái mẹ trái đất này. Tại vì cái vấn đề môi trường là vấn đề rất lớn. Tại vì thật sự là mình thương con mình, hay là mình thương cháu mình, hay là mình thương anh em đồng loại của mình, hay là mình phải thương cho cái môi trường. Tại vì là dù vài bữa đây mình đi, chẳng hạn 50 năm nữa hay vài chục, trăm năm nữa hay chục năm nữa gì đó, cao lắm thì cũng 30-40 năm nữa mình cũng đứt bóng rồi, mình cũng lên đường rồi. Thì bây giờ là anh em mình ở lại thì sao đây, con em mình ở lại thì sao đây. Thành ra là mình, cái việc mà mình vừa tạo cái sự nghiệp cho mình, nhưng mình cũng phải vừa tạo ra cái môi trường để con mình nó mới sử dụng được chứ. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Con mình, cháu mình, anh em mình, bạn bè mình, những người thân của mình. Thành ra làm gì là mình phải để lại cái vấn đề là gì? Phải là phải có một cái phong cách gì đó, phải có một cái bài toán gì đó, phải có cái mô hình sống gì đó mà có thể bảo vệ được cái môi trường cho con mình. Thì lúc đó là mình mới yên tâm chứ. Phải không? Đó mình không cần khoan hay nói tới vấn đề mà cao siêu siêu hình hay gì hết á. Khoan hay nói tới vấn đề đó, tại vì làm gì làm đi, Phật cũng từ người mà ra. Phật cũng nói rằng là con người là có là Phật sẽ thành. Thành ra từ con người mà ra hết, từ cái bộ não mình mà ra hết. Thành ra từ cái bộ não mình thì nó là từ cái thói quen mình ra hết. Thì từ cái thói quen mình tạo ra cái số phận của mình. Mà số phận của mình tạo ra cái số phận của nhân loại luôn. Phải không? Số phận của một cá nhân cũng là số phận của một nhân loại. Phải không? Thành ra là cái này. Cái mà để tìm hiểu về cái ông sư này vì sao ông có cái sức hút đó. Nhưng mà qua đó mình mới thấy rằng là cái chính là cái chỗ là cái mô hình sống mà tri túc và tối giản là một cái mẫu hình, là một cái mô hình sống rất là cần thiết cho tương lai. Và mình cứ nhìn vào cái cách sống của ông sư này đi, không, ổng là rất hạnh phúc luôn. Ổng không phải là vì mẹ khổ hạnh gì hết á, ổng là một nhà cách mạng luôn. Ổng làm là cái đó, là ổng thấy rằng đó là một cái là mới là cái lối sống của tương lai. Ổng đi như vậy ổng mới thấy hạnh phúc. Ông đi mới vậy, ông luôn luôn nghĩ rằng là ông cái phải có cái thói quen đó thì mới là hình thành nên một cái tương lai tươi đẹp được. Đó, thì ông cũng ngồi, ông suy nghĩ cũng dữ dội lắm, mà ông đi bộ đội về rồi ông cũng đi làm, rồi ông ngồi, ông nghiền ngẫm, ông vì quá thương cha mẹ, quá thương anh em, quá thương đồng đội, phải không? Ông nhìn ra cửa sổ, mặc dù ông có một mẫu sầu riêng, nhưng mà ông vẫn không yên tâm, tại vì cái mẫu sầu riêng thì vài bữa nữa cũng hết đời ông rồi, cũng xong, phải không? Nó không có giải quyết được cái gì hết. Dĩ nhiên là có cái mẫu sầu riêng cũng yên tâm rồi đó, nó có đồng ra đồng vô, không? Ít ra thì cũng có cái để giải quyết được cái chuyện trước mắt, không? Nhưng mà cái lâu dài thì sao đây? Cái lâu dài làm sao để mà tạo ra được một cái thói quen sống mà ai cũng có thể được hạnh phúc, phải không? Làm sao mà anh tạo ra một cái hình thành lên một cái mẫu hình mẫu để mà ai cũng có thể được hạnh phúc đây, phải không? Cái người mà ta có cái tình thương, người ta có một cái tầm nhìn xa, là người ta có những cái suy nghĩ rộng lớn lắm, không có đơn giản giống như hồi xưa Thái tử Tất Đạt Đa mà đang ở trong một cái cung đình, cung cái cung điện mà nguy nga, phải không? Là một vương quốc giàu có luôn, vua Tịnh Phạn là một trong ông vua giàu thời đó luôn ở cái đất nước đó. À, xong rồi thì là bao nhiêu là của cải, bao nhiêu là cái sự mà có thể sống cả chục đời cũng không hết luôn, nhưng ông vẫn thấy nó không an toàn. Ông thương vợ ông quá, ông thương con ông quá, ông thương cha ông quá, nhưng mà ông thấy cách đó nó vẫn không an toàn. Vài bữa nữa đây rồi mình đi rồi con mình ở lại, rồi vài bữa nữa rồi mẹ lũ lụt rồi này kia, rồi rừng cháy rồi này kia, rồi động đất này kia, rồi chích chắc mình đó, rồi nó sống sao đây. Ví dụ vậy, nhiều khi cái tầm nhìn ta xa lắm, chứ không phải bình thường đâu. Phải không? Mà cái đó là gì? Cái lỗi là ông bắt đầu ông thấy rằng cái nguyên nhân, cái lỗi đó ông bắt đầu ông tìm hiểu từ từ.
tìm hiểu từ từ cho đến khi mà ông đi ra, ông trốn đi để ông tìm đường giải thoát, tìm đường mà giải quyết cái vấn đề đó. Và cuối cùng mà ông sáng tạo ra cái tứ diệu đế đó, là ông mới thấy là cái nguyên cái mầm mống của con người là ở chỗ là anh không có tri túc và anh không có tối giản. Cái, anh để cho cái gọi là cái sự lười biếng của anh, nó cái gọi là cái gì, cái sự mà chiều gọi là nuông chiều các cái giác quan của anh nó quá quá mức, phải không? Thành ra là nó mới dẫn tới là nguyên nhân là sinh rồi mới dẫn tới khổ. À, như vậy thì bây giờ biết được cái nguyên nhân của cái khổ là do gì? Do là mình chiều các cái giác quan của mình quá mức, thành ra là bây giờ mình phải diệt khổ nó. Diệt khổ nó thì bắt đầu ông đưa ra cái phương pháp diệt khổ. À, thì ông có phương pháp đàng hoàng luôn, và ông thực hiện cái phương pháp là cuối cùng thành công luôn đó. Phương pháp của ông là gì đó, cái gì đó các bạn biết luôn đó. Bảo đảm lên Google gõ đi cái phương pháp mà để diệt khổ của Đức Phật, là và gõ về luôn, Google trả lời cho bạn luôn. Hình như là bát chánh đạo vậy đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh gì, chánh định, chánh tư duy, chánh kiến gì, phải không? Tám cái chánh đó, đó là một trong những cái giải pháp để ông tiêu diệt cái nguyên nhân của cái sinh ra cái khổ. À, ông là khi đó là mà để thực hiện mấy cái chánh đó là ông phải có cái đạo, phải có cái con đường. Thì một trong những con đường của ông đó là gì? Đó là một trong những cái công thức để mà để đi trên con đường đó, đó. Thì ông rất là nhiều công thức, ông có rất là nhiều công thức luôn, ông nói 8400 mấy cái công thức luôn. Nhưng mà ông một trong cái công thức đó là cái 13 cái hành đầu đà của ông sư Minh Tuệ này, ông đang học theo nè. Phải không? À, nhưng mà thôi mình nói cái đó là nó hơi đi xa, nhưng mà ông quay trở lại là gì? Tri túc và tối giản, đó là một trong những cái nguyên nhân mà tạo ra cái sức hút của cái ông sư Minh Tuệ này. Nói tới ông sư Minh Tuệ này phải nói tới cái điều đó, và từ cái điều đó nó sinh ra hết tất cả các sức hút của ông. Khi ông có cái lối sống tri túc, ông biết đủ vừa đủ và biết dùng cái trí tuệ của mình để biết cái khi nào là nó vừa vặn, và dùng cái trí tuệ để mới thể chợt nhận ra là mình đang đứng trong một bức tranh toàn cảnh như thế nào. Mình là một phần của mọi người và mọi người là một phần của mình. Mình trong dòng trong con người mình có oxy, có máu, có cái tất cả các cái nguyên tố trong 10 trong cái bảng tuần hoàn hóa học gì của Mendeleev á, phải không? Và đặc biệt là có nước, phải không? Có nước, phải không? Có rất là nhiều nước. À, là ai cũng vậy hết. Bây giờ ai mà đem ra mà phân chất ra là y như vậy hết á, là người là giống nhau hết á. Chỉ có khác nhau ở chỗ là gì? Là chỗ cái ý niệm thôi. Cái ý niệm đó nó được hình thành nhiều đời nhiều kiếp rồi, cái nó gắn ở đó rồi. Nó gắn ở đó cái nó làm cho nó khác nhau thôi, chứ thật sự ra là nó cùng một cái sự tinh hoa hết á. Tinh hoa nào cũng chỉ là cái hoa nào cũng có một cái tinh hoa thôi. Con người là có cái điểm đó, nhưng mà do đi xa quá thôi, tất cả đi xa quá thôi. Mà xa quá là gì? Do cái lối sống tri túc và lối sống tối giản, mình không có ý thức đó, mình không có chịu tìm hiểu đó, mình không chịu nghiên cứu đó, phải không? Mà cái ông sư này á, là nhớ nói tới ổng là mình gì, mình khoan hay nói là sư tội nghiệp hay là sư khổ hạnh hay là sư sống hy sinh hay là sư có tình thương hay gì đó. Mình khoan cái bàn tới chuyện đó đi, mình hay phục ổng ở cái chỗ là gì? Ổng đã làm sống lại, đã thực hiện lại lối sống tri túc và lối sống tối giản với một cái giới hạn là tối thiểu nhất. Còn thực hiện mình anh em mình mà thực hiện đâu cần phải tối giản như ổng. Ổng là bây giờ là không tiền, không nhà, không cửa, không gì hết mà ổng vẫn sống được, phải không? Và cuối cùng ổng lại tạo ra được một cái âm đức mà rất lớn luôn. Bây giờ ổng đi ra đường hả, mà ổng đứng cái nhà ai là giống như cái nhà đó được trúng số luôn vậy đó. Ổng tới nhà nào mà ổng đứng một cái thôi là trời ơi, cái ông chủ nhà ổng quỵu cái chân, ổng đi không nổi luôn vậy đó. Ông mừng quá, tại vì cái lòng người của người ta bây giờ, người ta rất là quý mến một con người chân tu. Mà cúng dường cho một người chân tu, thỉnh cho họ một cái bánh bông lan thôi, một cái bánh bao thôi, nhưng mình được lợi rất là nhiều. Lợi đây là lợi về cái đạo đức, cái công đức bên trong, phải không? Thì về tâm linh thì người ta sẽ thấy được cái điều đó. Cái này cũng chẳng có huyễn hoặc gì luôn, cái này là khoa học luôn, chứng minh bằng khoa học luôn. Tại vì cái người mà người ta không sử dụng tiền thì người ta sử dụng công đức, mà người ta sử dụng công đức thì cái đó nó mới lớn, phải không? Nó tạo ra được một cái sự lợi lạc lớn lắm, phải không? Thành ra là nói ổng không có cái gì nhưng ổng có tất cả, phải không? Mặc dù ổng chẳng có cần, ông chẳng nghĩ gì hết. Con đường của ông là con đường của Đức Phật. À, làm sao để càng ngày càng củng cố cái niềm tin đó, phải không? Và chính vì ông có cái sự tự tin đó, chính cái tự tin đó ông mới tạo ra một cái phong cách sang trọng. Thật sự ra bây giờ nếu mà nói sang trọng nhất là ông luôn á. Tại vì không có ai mà trụi lũi giống như ông mà có cái sự tự tin gì hết á.
phải không? Không ai mà đứng mà không có nhà, không cửa, không gì luôn, thậm chí không có gì luôn, có cái tấm vải quấn lên người đó, mà vải nó cũng phải lụm rồi không á, không rồi cái mấy cái nồi thôi mà, nhưng mà rất là sáng sủa, rất là tự tin luôn, nói chuyện là không bao giờ khuất phục bởi một cái điều gì đó ngoài cái chuyện là giữ giới của Đức Phật thôi. Cách nói như vậy mà gặp một cái con người như vậy sao mình không tin được? Gặp ra đường mình gặp một con người mà người ta đầy đủ cái dũng khí vậy, đầy đủ cái, ta tin vào cái điều người ta đang sống, ta tin vào cái điều người ta đang làm, người ta không sợ một cái điều gì hết, người ta biết rằng cái điều người ta đang làm đó là một cái điều đúng đắn, mà cái điều đó là điều hợp lý, mình không nói tới đúng đắn nha, mà là cái điều hợp lý nhất, và người ta đặt hết cái niềm tin vào cái điều đó. Mình gặp một cái con người vậy tại sao mình không thích được? Rồi lúc bây giờ mình gặp cái anh nhà giàu á, anh mà hay là những người thành công, nhiều khi mình hỏi riết người ta cũng biết cái con đường người ta đi là đúng hay không nữa. Nó vẫn nói với mình là bây giờ thì tạm thời, bây giờ mình đang ở cái chỗ là mình gặp thời nên là mình thành công, chứ còn biết vài bữa nữa là hết thời rồi không biết sao nữa đó, tức là người vậy nó vẫn có một cái, khi hỏi riết người ta cũng sẽ tới một cái chỗ là người ta không có niềm tin luôn. Còn cái ông sư này là ông không, ông luôn luôn là cái con đường của ông, là con đường ông là nó là như vậy, và nó là như vậy. Ông luôn luôn là thức dậy 4 giờ sáng và luôn luôn chuẩn bị đi khất thực, phải không? Cho đến 10 giờ là ông thọ thực, xong rồi 12 giờ là bắt đầu ông đứng dậy ông đi 30 cây số, phải không? Và cứ vậy đều đều, và tối thì ngủ là thiền định ngủ ngồi, phải không? Và cứ vậy ông lặp đi lặp lại hoài thôi, và ông cho rằng cái và cái điều đó là cái điều không ai có thể can thiệp vào điều đó được hết á. Khi ông ăn rồi ai có đem cái gì tới mà chất bổ cái gì tới mà cúng dường nữa là ông không lấy. Ông y như vậy đúng rồi, tạm gọi cái chữ rập khuôn, nhưng mà thật sự là cũng chẳng có rập khuôn luôn. Nhưng mà qua đó mình mới thấy là gì? Một cái con người nó có một cái sự tự tin quá lớn luôn. Mình gặp ai mà có một cái sự tự tin như vậy á, là mình bảo đảm chính cái sự tự tin của người ta mới tạo ra cái niềm hứng khởi cho mình. Tại vì thật sự ra mình gặp ai mà ta đang tự tin trong cái công việc của người ta, đang tự tin trong cái sự nghiệp của người ta một cách mà nó mạnh mẽ như vậy á, là bảo đảm người đó truyền lực cho mình. Ví dụ như mình gặp những cái người mà người ta đang làm cái nghề mà phát triển bản thân á, người ta luôn tự tin với những cái điều mà người ta làm, thành ra chính những cái sự tự tin đó nó mới là truyền lửa qua cho mình. Mà ta nói không phải đơn giản, để mà ta tin vào cái điều đó là người ta phải tạo ra những lớp lớp lan lan, rồi người ta phải suy nghĩ, người ta phải trải nghiệm, rồi người ta phải thử đi thử lại nhiều lần, người ta phải làm đủ thứ rồi và ta mới khẳng định cái con đường của người ta vậy là đúng, phải không? Chẳng hạn như là Tony Robbins là ông sẵn sàng là cái nói con đường ông là đúng, anh như là Phạm Thanh Long nói cái con đường của anh là đúng, phải không? Hay là anh Tân Nguyễn là nói con đường anh là như vậy là đúng, hay là anh Dương Quang Ngọc gì đó, phải không? Anh luôn nói con đường anh như là đúng, phải không? Tại vì anh đã có sự trải nghiệm qua rồi, anh đã có tự lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy rồi, phải không? Chính cái sự tự tin đó nó mới truyền lửa qua cho cái người đứng nghe, chứ không phải là mình thích cái mớ lý thuyết của anh đâu. Thật sự ra cái mớ trải nghiệm của anh mình cũng chẳng cần biết, thậm chí mình đọc sách mình cũng biết rồi, nhưng mà vấn đề ở chỗ là mình không có đủ một cái lửa niềm tin để mình làm điều đó. Rồi mà những cái con người đó, người ta có cái sự tự tin đó, người ta truyền qua cho mình. Thì cái ông sư này là ông gấp 10, gấp 100 lần như vậy nữa. Ông có cái sự tự tin là lối sống tri túc và tối giản là lối sống để đem lại hạnh phúc. Và ông khẳng định luôn luôn, một trong những người đầu tiên mình nghe ở Việt Nam luôn, dám nói một cái câu dõng dạc lên trước mọi người luôn. Ai ông cũng nói như vậy đó. Không có gì là yếu tố để tạo ra hạnh phúc. Đối với ông vậy luôn, và ông chứng minh vậy luôn. Và nhìn trong mắt của ông là thấy điều đó luôn. Không, ông chỉ có suy tư bởi những cái điều gì? Ông chỉ suy tư bởi những cái điều là một cái đám đông quá ư là thực dụng, hoặc là một cái đám đông đang còn một cái sự mà chưa có chịu mà giữ giới luật là nhiều, mà chạy tới là theo cái kiểu là vì đang còn một cái sắc thái là mê cái hình tướng đó. À, ông nhìn ông thấy được cái điều đó, ông hơi cái ánh mắt ông hơi gọi là xa xăm một chút thôi, nhưng mà sâu thẳm trong cái ánh mắt đó vẫn là một cái sự hạnh phúc. Và ông vẫn thấy là những cái người mà chạy tới như vậy, những cái người đó là người ta có hạt giống tâm linh hết, trước sau gì người ta cũng đạt hết. Tại vì người ta đã thích ổng rồi thì người ta phải bắt chước theo ổng. Mà bắt chước theo ổng là ổng luôn luôn khuyên cái gì? Giữ giới luật của Đức Phật. Đảnh lễ tốt nhất là giữ giới luật của Đức Phật, đừng có lạy như vậy, lạy về nó không có tốt đâu. Thứ nhất là đứng ngoài đường mà lạy về nó dơ, không? Không? Cái thứ hai nữa là như vậy là đôi lúc làm cho ổng cũng thứ nhất là
Dĩ nhiên là đối với ông là ông thừa biết rằng mỗi người ông nhận cái lạy của người ta là ông phải làm sao rồi đó, phải không? Ông phải tu hành rồi dữ lắm mà mới đạt lại được, tại vì ông là cái chuyên gia về nhân quả, mà ông là cái người mà chuyên nghiệp về cái chuyện mà hiểu về cái nhân quả, thành ra không bao giờ ông thích nhận những cái lạy đó hết á. Nhưng mà người ta vẫn lạy, phải không? Người ta vẫn lạy thì ông vẫn phải dùng cái tình thương để ông đứng đó ông đón nhận. Nhưng mà ông vẫn khuyên người ta làm như vậy. Khi mà mọi người mà gặp ông á, thấy không? Mọi người mà gặp ổng là coi ổng như là gì đó bình thường, coi ổng như là một cái hình mẫu để mình phát triển, và coi ổng, và thậm chí là mọi người đều thấy ổng như là một người bình thường, thì lúc đó ông mới hạnh phúc thật sự, mắt ổng hết đăm chiêu, phải không? Phải coi ổng như là một người bình thường, phải coi sứ minh tuệ này thì cũng giống mình thôi, mình cũng đã có lối sống tri túc rồi, mình cũng sống tối giản rồi, mình cũng lấy giới luật của Đức Phật ra để mình sống rồi, hay là lấy cái 10 điều răn của Đức Chúa ra để mình sống rồi, không à, hay là lấy những cái điều mà giới của các cái vị minh sư khác ra mình sống rồi, không thì như mình thôi, mình giống ổng như mình thôi. Khi mà con người ổng cái trạng thái như vậy, chỉ tôn trọng nhau bằng cách bình thường thôi, không cần phải làm ra một cái hô hào như vậy, thì lúc đó ổng mới thấy nó thật sự là hạnh phúc nữa, phải không? Còn bây giờ là tại vì cái hình mẫu đó nó hiếm quá, ổng gần như là lần đầu tiên người ta thấy tái xuất lại, phải không? Thành ra mới vậy, thành ra mình cũng phải thông cảm, mà mình thậm chí là mình có yêu quý cái đám đông đó nữa. Mà ổng cũng thường hay nói đó, ổng nói cái đám đông đó là cái người nuôi ổng không á, đám đông đó là cha là mẹ là anh em ổng không á, ổng đi sống 6 7 năm nay là nhờ cái đám đông đó, chứ nhờ ai? Nhờ cái công đức của cái đám đông đó, ông đi xin mấy cái từ những người từ trong cái đám đông ra để mà ông sống đó. Thành ra ông không bao giờ mà có một cái hành động gì xúc phạm tới đám đông đó. Chỉ có mấy cái anh hộ pháp anh đi theo đó, thì anh vì sợ sư thế này sợ sư thế kia rồi anh làm nó hơi quá lên thôi, anh làm nó có vẻ nghiêm trọng quá đi thôi, thì ông không có, ông có vẻ như cũng không có hài lòng với cái cách làm của hộ pháp như vậy, phải không? Thành ra ông mới buông á, ông mới kêu ngưng á, phải không? Cái cách của người ta là như vậy. Thành ra là gì, đối với cái ông này thật sự là tri túc và tối giản là hai cái chữ mà có thể thay thế, có thể nhớ tới sư minh tuệ, là phải nhớ tới cái điều đó. Đó là một trong những cái hạt giống để mà tạo ra cái sức sống của ông, tạo ra cái sức hút của ông, tạo ra cái sức hút của ông. Chính vì tri túc và tối giản, ông dẫn tới ông khẳng định cái câu là không có gì là yếu tố hạnh phúc. Mà khi không có gì là yếu tố hạnh phúc thì tự dưng ông đánh thức những cái năng lực tiềm ẩn trong con người ông vậy, thành ra tạo ra cho ông có cái sức hút. Là tại vì ai nhìn ông thấy ông làm gì nó cũng hay hết, ông làm gì nó cũng hiệu quả hết, ông làm gì ông nói câu gì cũng hay hết đó, người ta thích ông, không là chứng tỏ là ông này là có trí tuệ, không là rất hay rất hiệu quả, không? Mà khi như vậy thì ông làm cái gì nó cũng, ông làm việc gì, việc nhỏ việc lớn gì nó cũng hay hết đó. Mà khi cái gì, khi mà ông cần quá là ông sẵn sàng nói không, cần là khẳng định liền. Trong yêu thương nó phải có sự tàn nhẫn, và trong tàn nhẫn phải có sự yêu thương. Con người ông nó hài hòa trong cái chuyện đó liền, khi cần nói không là nói không, chứ không cần phải ủy mị hay này hay kia gì hết đó, phải không? Cái con người ta là vì cái tình thương lớn rộng lớn hơn, anh sẵn sàng nói không vì một cái tình thương rộng lớn hơn, phải không? Bây giờ mà cho thêm đồ đi vác ông nặng nặng ông mệt mệt cái ông lại không đi đến được cái điểm đến của ông, không là cuối cùng là gì, mệt. Khi mệt thì nó hao sức hao năng lượng, thì không thể làm được gì việc khác được. Thành ra ông không lấy thêm một cái chai nước hay không lấy thêm một cái đồ thức ăn là nó vì vậy đó, là vì ông đã tính toán cái trọng lượng đi trên đường của ông rồi. Và hơn nữa là với cái pháp của ông đang thực hiện là gì, không có sử dụng đồ ăn qua đêm, phải không? Là hàng loạt vậy, nhưng mà ta thấy ông đâu vẫn cái đưa, vẫn cái cho đó, mà hàng loạt vậy, chứ không phải là chỉ là cái yếu tố đó không, rất là nhiều luôn. Và kể cả cái ông ra Huế và ông ngưng cái đoàn ngưng cái cuộc bộ hành là cũng là ổng luôn á, chứ không có công an có sẵn sàng phục vụ ổng. Tại vì đối với công an của mình là người ta làm cái gì mà người ta tôn trọng cái người dân, ta tôn trọng cái người dân thật sự. Người dân là chỉ có là đi đông vậy thì nó làm ảnh hưởng tới giao thông thôi, chứ thật sự ra là người ta phải ra người ta dàn xếp thôi, chứ cái lòng dân mà. Rồi công an là thành ra là không phải là ông buông đó, ông kêu ra thôi 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 dẹp, phải không? Ngưng. Thành ra là công an mới đưa ông về làm căn cứ công dân. Thành ra là khi cần buông là buông, không có gì mà luyến tiếc cả, không có gì, tại vì cái gì nó cũng có cái vừa ngán của nó đó, vượt qua cái vừa ngán đó nó thành độc hại, phải không? Lời khen nó cũng hay, nhưng mà khen quá nó thành quá thành 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 ra là hại. Và mà không khen thì cũng không được, không khen thì không có động lực, ta không tiến lên được. Ví dụ vậy ha, mà khen quá thì cũng không được. Nhưng mà thường thường chết vì lời khen không à, chứ không ai chết vì lời chê đó, phải không? Thành ra là chính vì chính vì vậy mà, và nó là cái sức hút của ông luôn. Và đặc biệt là gì, khi mà ông luôn luôn là trong cái trạng thái là gì, thách thức,
ông chẳng có biết là ngày mai ông như thế nào luôn, không? Ông đi tới đâu là ông cũng đang biết là ông đang đi đâu, ông đang sống với cái điều đó luôn, không? Phía trước không biết là cái gì luôn. Thành ra khả năng của ông là lúc nào ông cũng phản ứng bởi những cái gì ông đang có. Thành ra cái cách sống của ông là cái cách sống đúng ở thời điểm hiện tại, và cách sống để tạo ra những cái để tập trung vào cái nhân, không? Thành ra khi ông bước đi trên đường vậy chứ cũng biết rằng là ông sẽ đi đâu. Thành ra lúc nào là ông cũng ở trong cái trạng thái thách thức vậy đó. Thành ra chính vì thách thức vậy ông mới ngủ được. Mà chính vì cái khả năng mà sống trong cái trạng thái thách thức mà nó mới tạo ra một cái sự tỉnh thức. Mà chính vì cái sự tỉnh thức đó mới tạo ra một cái sức hút mình rất là yêu thích ông. Phải không? Rồi cũng từ, mà cái đó nó cũng từ cái lối sống mà tri túc và tối giản nó tạo ra cái điều đó luôn. Rồi cũng từ cái lối sống tri túc và tối giản nó tạo ra cho ông một cái khả năng đồng cảm luôn. Ông phải đồng cảm được với mọi người. Ông khi ông ai mà ở gần ông là người ta sẽ biết rằng khi nói một câu gì người ta cũng cảm thấy rằng nó vừa vặn với người ta hết á. Người ta có cái điều gì trăn trở, người ta tới hỏi ông trả lời là người ta rất là thích luôn. Mặc dù ông trả lời rất là bình dân luôn, ông chẳng có cái câu từ gì mà là chuyên nghiệp hay là quá là bác học đó để mà vượt quá cái tầm của một em vé số có thể hiểu được. Ông nói chuyện mà ông cái vé số với ông trình độ của em bé bán vé số với trình độ của anh doanh nhân với lại trình độ của ông tiến sĩ là đều hiểu y như nhau hết á. Cái cách nói chuyện ông như vậy đó. Thành ra ông này nó rất là đặc biệt. Rồi đó, chính cái đồng cảm rồi ông tạo ra cái yếu tố thứ 8 là cái gì? Cái cách của ông là không bao giờ, chính vì vậy mà không bao giờ mà ông luôn luôn là cái gì làm gì là tới cái thời điểm đó là nếu có xảy ra cái sự cố gì là chính ông chịu trách nhiệm luôn, chứ ông không bao giờ đổ thừa ai hết, không? Không bao giờ đổ thừa ai. Cái chuyện mà ông cái đám đông như vậy là cũng có cái sự cố gì là ông cũng nhận trách nhiệm luôn, là tại vì ông, không? Rồi cái cách của ông là không bao giờ mà than trách gì với người nào hết. Trong cái cuộc sống của ông chưa bao giờ thấy ông than trách một cái điều gì. Trong hàng loạt các cái video về nói về sư Minh Tuệ, chưa bao giờ thấy sư Minh Tuệ lên than sư vì sư chọn cái lối này, thành ra nó vẫn còn một cái chỗ này chưa có được ổn, thành ra sư phải như thế này phải như thế kia, là sư đi cái sư bị người này sư bị, không có luôn. Ông kể cái chuyện là chẳng qua là ông kể một cái chuyện cho thấy đó là những cái sự thách thức thôi, chứ ông cũng vì á là vì ông hơi trăn trở là cái khi ông kể một cái chuyện về cái người ở ngoài Quảng Nam á ăn hiếp ông á, là ông kể là chẳng qua là vì ông cũng thấy rằng ông gặp một cái người rồi người ta hỏi ông thì ông nói tránh đi, nhưng mà theo ông thấy thì nói tránh không hay. Ông đối với ông là không nói tránh cũng là một cái cách nói nó không có được hợp với lại cái gì chuyện giữ giới. Thành ra là ông kể câu chuyện đâu, chẳng qua là ông muốn nói lên cái điều là đừng có bao giờ nói tránh. Nói tránh cũng không hay. Phải không? Thay vì lúc đó người ta hỏi ủa sư miệng sư sao chảy máu vậy thì sư cứ khẳng định là nói hồi nãy sư bị cái anh kia anh lỡ bung tay, anh đánh gái, nhưng mà điều anh cũng cho sư cũng cho qua rồi sư đi, sư cũng không nghĩ gì. Ông nói vậy thì hay, nhưng mà lúc đó là vì ông cũng không có muốn làm lớn chuyện, tại vì cái ông này ông hỏi cũng gần cái chỗ của ông kia, thành ra ông nói là không có gì, cái mụn giói mụn, nhưng mà ông đi một chút thì ông mới thấy là cũng không nên, mình phải nói gì nó phải khẳng định, phải nói nó phải rõ ràng chứ không có nói tránh. Không, ông vì thế là ông vì cái điều đó mà ông, khi mà ông nói chuyện với ai, anh ta hỏi ông về giữ giới á, không thì có nên nói tránh không sư, thì sư sẽ nói là không nên nói tránh, không nói nó cứ mình cứ nói một cách bình thường, cái gì sự thật nó vẫn là sự thật, phải không? Thành ra là ông khuyên, chính vì ông khuyên đó ông mới lấy cái kinh nghiệm đó ra ông kể, thì mới vô tình mới kể ra cái chuyện là có ông bị người ta đánh trên đường, chứ không phải là ông đi kể với người ta là vì ông bị đánh trên đường. À, cái cách là như vậy đó, là cái cách là gì, cái là chẳng qua là chỉ để cho nó tốt đẹp lên thôi. Cái cách của ông là lúc nào cũng nên muốn cho nó tốt đẹp lên thôi, phải không? Cái cách kể thành ra không bao giờ ông trách ai hết, không bao giờ ông trách ai một cái điều gì hết. Thành ra là tạo ra cái sức hút thứ 8 của ông. Cái sức hút thứ 9 của ông là biết rồi, không? Cái con người này ta, khi mà người ta đã nói cái câu là gì, cái ngày nào cũng là ngày cuối cùng của ông, thì điều đó có nghĩa là ông sống theo quá trình, không cần cái kết quả anh như thế nào hết, anh cứ làm cái quá trình, cái thời điểm hiện tại, cái việc gì nó đến với anh làm cách một hoàn thiện, thì cái chuyện tương lai là như thế nào đó là do cái sự việc hôm nay anh làm nó tròn, là nó quyết định cái tương lai đó. Chứ anh đừng có nghĩ tới tương lai chỉ nó mệt, mất thì giờ, tại vì viễn vông, phải không? Nếu mà anh không làm ra cái thật thì anh viễn vông, nếu mà anh không có nội lực thật sự mà anh cứ đi anh ba hoa thì cũng viễn vông, không tạo ra được cái gì đâu, phải không? Phải không? Cái gì anh phải ăn chắc mặt bền, phải không? Cái không phải nữa, cái chữ ăn chắc mặt bền nó vẫn chưa diễn tả đủ nữa, mà chỗ là gì, anh phải thực phải phải thời gian thực phải phải thực lực,
không, cái gì nó phải là chính cái thời điểm mà hiện tại là nó quyết định ra cái tương lai, và nó cũng chính là nó khẳng định cái quá khứ luôn, phải không? Cái quá khứ mà anh còn đứng đây được thì là anh hay rồi, phải không? Đó thôi, quá khứ không cần bàn nữa, còn bây giờ mà anh làm tròn cái việc hôm nay thì là cái anh tạo ra cái mầm cho tương lai đó. À, cái sống người ta là vậy đó, à, tạm gọi là cái sống quá trình. Thì ra qua cái đó là một trong những cái thể hiện đúng với ông sư này luôn, tại vì ông đã khẳng định một cái câu nói như vậy nè, nói là cái thời điểm cái ngày nào cũng là cái ngày cuối cùng của ông. Đối với ông sư này, ngày mai ông không biết ông còn sống hay không, cách sống ông như vậy đó. Ngủ ngoài nghĩa địa, ngủ ngoài kia, rồi nhiều khi đi động đất, rồi mưa gió bão bùng này kia, phải không? Rồi nhiều khi nhân quả đến nữa. Đối với ông là nhiều cái này có kia có, mà nhân duyên thì nhân quả là nó bình thường, nó biết đâu trong quá khứ có một chuyện gì đó, phải không?